Rồi, ở đây đề hỏi là cho các đơn chất sau đây, đúng không ạ? C, graphic trạng thái S tức là trạng thái gắn các bạn, nói chung là C trạng thái gắn, đúng không? Hiểu chữ S là gắn thì trạng thái gắn. BR2, L là lỏng, được chưa? BR2, G gì đó. Rồi ok. Rất là nhiều chất phía sau ha. Đơn chất nào có delta delta FH298 bằng 0, đúng không nè? Delta F chính là chữ F ở đây chính là nhiệt tạo thành. Phân biệt cho rõ chữ R các bạn, reaction tức là phản ứng, còn là F là tạo thành. Đây là nhiệt tạo thành. Thì nhiệt tạo thành của đơn chất bền sẽ bằng 0. Đó là lý thuyết nền tảng. Thì thằng C, thằng đáp án thằng đầu tiên á, C S trạng thái gắn là nó bền. Được chưa? Do đó bằng 0. Thằng C đầu tiên chữ S là bền này. BG2 chữ L là bền này. Rồi BG2 chữ G là không bền nha các bạn. Tại vì thằng này nó thằng này á là một cái trạng thái tồn tại không bền của BG2. Tức là BG2 có khả năng bị bay hơi. Thằng này nó không có bền, do đó BG2 ở trạng thái G, tức là chữ G ở đây là trạng thái khí đó mày. BG2 trạng thái khí là nó không bền. Do đó nó không bền, do đó nó sẽ có một cái giá trị delta FH là khác không. Nó không thể nào bằng không được. Rồi ok ha. Nói chung là mình cứ xét thằng nào đơn chất và ở trạng thái bền. Trạng thái bền các bạn hiểu cơ bản là trạng thái mà nó ở cái điều kiện thường á, là cái trạng thái tồn tại của chính nó là bền. Tức là ví dụ ở điều kiện ở ví dụ 25 độ C chuẩn đi, thì 25 độ C đó trong phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ có thằng BR2 ở trạng thái lỏng. Còn thằng C trạng thái gắn, C là carbon hay carbon ở trạng thái gắn. BG2 các bạn thấy những cái bình, những cái lọ chứa BG2 thì nó trạng thái lỏng là ok, nói chung thái lỏng thì nó bền. Các bạn mở nắp ra thì BG2 nó bay hơi, rồi khi nó bay hơi lên ấy thì những cái hơi đó nó sẽ không có bền, nó chuyển thành khí, nó sẽ không có bền. Đấy, hiểu cơ bản là như vậy. Nói chung trạng thái bền chuẩn BG2 các bạn học BR2 nha. Đấy, thì bằng BR2 chúng ta học là trạng thái lỏng, là trạng thái bền của nó. Tương tự Na chữ S, thấy các bạn thấy chữ S không? Na chữ S đúng không? S gì? Thì chữ S đó là trạng thái gắn. Thì natri sodium thì ở trạng thái gắn là chuyện bình thường. Đấy, đó bền, như đó Na ở trạng thái S này nó sẽ delta F bằng 0 này. Rồi tiếp tục Na chữ G đó, thấy Na chữ G không? Na mà G cái gì? G là khí, các bạn nghe giờ khí Na chưa? Khí sodium. Làm gì nghe khí đúng không? Tức là kim loại Na như thế nào đó nung nóng chảy hay là như thế nào đó nhiệt độ cao nữa nó bay hơi luôn. Mà nó bay hơi luôn thì Na trạng thái khí nó sẽ không có bền. Đấy. Do đó Na trạng thái khí này sẽ có delta F khác không. Đó, sẽ delta F khác không, không có nào bằng không được. Người ta hỏi nào bằng không à? Nó khác không. Thằng Na trạng thái G sẽ khác không. Rồi, tiếp tục HG trạng L đúng không? L là trạng thái lỏng. HG ở trạng thái lỏng. Thì HG ở trạng thái lỏng này cũng là một trạng thái bền của thủy ngân. HG là thủy ngân đó các bạn. Thủy ngân. Thì HG là trạng thái lỏng. Ha. HG trạng thái lỏng rồi thủy ngân này trạng thái lỏng thì nó vẫn bền là ok, bền bình thường. Vô tư thủy ngân phòng thí nghiệm là trạng thái lỏng. Rồi thường trong phòng thí nghiệm ít là thấy thủy ngân đó bạn, thủy ngân nó độc lắm nên ít ai chử phòng thí nghiệm. Chử thì nó mở ra nó có khả năng bay hơi, hít vô đó là chết người. Rồi tiếp tục HG trạng thái S, S là trạng thái gắn đó các bạn. Thủy ngân là điều kiện thường trạng thái lỏng nên nó bền nha các bạn, như đó delta F sẽ bằng 0. Còn thủy ngân HG ở trạng thái gắn là chữ S ấy, thì nó sẽ không bền. Lúc này nó không bền thì delta F của nó sẽ khác không. Đấy, thủy ngân có điều kiện thường không có nào ở tồn tại trạng thái gắn được. Tại đây thủy ngân là một kim loại hiếm hoi, trong bản thống tuần hoàn chúng ta là một kim loại nhưng mà nó lại trạng thái lỏng. Lỏng thì bền hơn, còn trạng thái gắn như thằng cuối cùng này thì nó sẽ có delta F khác không. Rồi vậy thôi ha. Rồi, tôi đã trả lời xong. Cái gì không rõ các bạn cứ bình luận bên dưới ha.